À, cô rất vui khi gặp lại các em trong bài học hôm nay ha. Trước tiên chúng ta sẽ hệ thống lại những động vật nguyên sinh các em đã được học ở những bài trước, đó là những loài nào? Đó là trùng ro xanh nè, trùng dày, tập đoàn trùng roi, trùng điển hình. Đây là những động vật nguyên sinh sống tự do ở ngoài môi trường, đúng không nào? Và bên cạnh đó chúng ta còn được tìm hiểu về động vật nguyên sinh sống ký sinh trên cơ thể của sinh vật khác, mà cụ thể đó là sống ký sinh trên cơ thể người, đó chính là gì? Trùng kiết lỵ nè, trùng sốt rét ha. Thì dù nó sống tự do hay sống ký sinh, dù nó có cấu tạo cơ thể đơn giản nhất hay là phức tạp hơn, thì giữa chúng đều có những đặc điểm gì chung nhất để người ta xếp nó vào chung một ngành ha, và chúng có những vai trò như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Bài tiếp theo đó là bài 7 ha. Đặc điểm chung và vai trò của ngành động vật nguyên sinh. Phần 1 đó là đặc điểm chung. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 26. Bảng 1. Thì nhiệm vụ của các em là gì? Ha, từ những kiến thức các em đã học về năm đại diện của ngành động vật nguyên sinh, các em hãy hoàn thiện bảng này bằng cách là chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô cho phù hợp, đó là chúng ta sẽ xác định xem kích thước của nó như thế nào, cấu tạo ra làm sao. Và các em sẽ điền những cái nội dung, ha, chúng ta sẽ ghi cái nội dung cho biết là thức ăn của nó là gì, bộ phận di chuyển là bộ phận nào và hình thức sinh sản như thế nào. Ha, thì đến đây các em có thể dừng cái video lại đôi phút và các em sẽ tự hoàn thiện vào cái bảng ở trong sách giáo khoa. Sau đó chúng ta sẽ cho cái video nó chạy tiếp để chúng ta kiểm tra lại cái phần làm, cái bài làm của mình nó đã đúng chưa ha, chúng ta chỉnh sửa vào. Thì sau đây cô sẽ cho các em xem kết quả như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ xét về kích thước ha. Ở đây cô sẽ xét theo cột dọc để chúng ta dễ theo dõi hơn. Về kích thước thì cả năm đại diện này đều là có kích thước hiển vi, có nghĩa là kích thước rất là nhỏ bé, chỉ có thể quan sát qua kính hiển vi mà thôi. Về cấu tạo thì chúng đều có cấu tạo là một tế bào hay còn gọi là cơ thể đơn bào. Rồi tiếp theo là nguồn thức ăn như thế nào nè. Đối với trùng roi đó là vùng hữu cơ nè, trùng điển hình như là vi khuẩn vùng hữu cơ, trùng dày cũng vậy ha. Riêng trùng kiết lỵ và trùng sốt rét thì nó ăn hồng cầu, giống như là nó ăn những cái chất dinh dưỡng tại nơi mà nó ký sinh trong cơ thể của vật chủ. Về bộ phận di chuyển thì như thế nào? Trùng roi thì nó có roi để giúp nó di chuyển ha. Trùng biến hình thì nó có các chân giả để giúp nó di chuyển. Trùng dày đó là di chuyển bằng những cái lông bơi, có đến hàng nghìn cái lông bơi ha, luôn rung động để giúp cho nó di chuyển nè. Rồi trùng kiết lỵ thì cũng di chuyển bằng chân giả, nhưng mà chân giả ở đây ngắn hơn so với chân giả của trùng biến hình. Và trùng sốt rét thì bây giờ chân giả của nó là không còn nữa, nó tiêu biến đi hoàn toàn ha. Về hình thức sinh sản, trùng roi là phân đôi, trùng điển hình cũng là phân đôi ha. Trùng dày thì ngoài phân đôi nó còn có hình thức sinh sản theo kiểu tiếp hợp là sinh sản hữu tính, các em đã học ở bài trước rồi ha. Trùng kiết lỵ cũng phân đôi cơ thể. Trùng sốt rét phân đôi nhưng mà cùng lúc nhiều cá thể cùng cùng sinh sản, cho nên nó cho ra rất nhiều cơ thể mới, thì chúng ta cũng có thể gọi nó là phân nhiều, đúng chưa? Thì đây là cái bảng đã hoàn chỉnh, các em hãy chỉnh sửa vào ha. Vậy sau khi chúng ta hoàn thiện bảng này rồi, chúng ta sẽ phân tích cái bảng này. Phân tích để làm gì? Phân tích để tìm ra những cái đặc điểm chung của động vật nguyên sinh, đó là những đặc điểm chung nào. Đúng chưa? Thì các em sẽ quan sát cái câu hỏi, đọc kỹ cái câu hỏi ở trang 26 ở bên dưới cái bảng này nhé em, có 3 câu hỏi đó. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm tuần tự 1 nhé. Thì em thấy nè, 3 loài sống tự do đó là trùng roi, trùng biến hình và trùng dày. Những loài sống tự do có những đặc điểm chung gì nhất ha? Đấy, chúng ta sẽ quan sát cái bảng này, mấy em thử tìm xem coi như thế nào ha. Đó là gì nè? Các em lưu ý, đó là bộ phận di chuyển. Những loài sống tự do thì bộ phận di chuyển của nó
khác nhau nè, nó có roi để di chuyển, có chân giả hoặc là lông bơi để giúp nó di chuyển. Tại sao? À, tại vì nó sống ngoài môi trường tự do, nó phải di chuyển để làm gì mấy em? Tìm nguồn thức ăn, đúng không nè? Đó là thường những loài sống tự do thì bộ phận di chuyển của nó có phát triển khác nhau, à, để đi giúp nó đi tìm nguồn thức ăn, tìm môi trường sống. Đó là em lưu ý chỗ này. À, tiếp theo đó là nhóm sống ký sinh. Vậy động vật mà nguyên sinh sống ký sinh thì có những đặc điểm gì chung đặc trưng cho nó? À, các em cũng lưu ý đó là bộ phận di chuyển. Thì ở đây so với cái nhóm sống tự do thì chân giả của nó ngắn hơn. Ví dụ như là ở trùng kiết lỵ đó em, chân giả của nó ngắn hơn so với trùng biến hình. Tại sao chân giả ở đây nó lại ngắn hơn nè? À, bởi vì sao? Bởi vì nó sống trong môi trường ký sinh thì nguồn thức ăn của nó đã sẵn có rồi, nó không cần di chuyển nhiều, đúng không nào? Cho nên chân giả của nó có sự giảm đi ha, kém phát triển hơn, đúng chưa? Còn đối với trùng sốt rét thì sao? Chân giả của nó bây giờ nó không còn nữa mấy em, nó không còn luôn, nó tiêu giảm đi hoàn toàn rồi. Bởi vì sao? Ở đây nó thể hiện cái sự ký sinh rất là sâu sắc của trùng sốt rét. Em thấy là khi mà nó xâm nhập vào trong máu của người, nó chui vào trong hồng cầu và nó ăn hết chất nguyên sinh trong hồng cầu. Thì vậy em thấy là hầu như là nó tắm mình hay là nó đẫm mình trong cái chất dinh dưỡng, thì nó chỉ cần hấp thụ vào thôi, đúng chưa nè? Thì cơ quan di chuyển nó đâu cần thiết nữa mấy em, thậm chí những cái bào quang của nó cũng không còn luôn. Thì ở đây nó thể hiện ký sinh rất là sâu sắc, mọi hoạt động dinh dưỡng đều thực hiện qua thành của tế bào hết. Đây, chúng ta sang cái câu cuối cùng nè. Như vậy, qua phân tích dù là sống tự do hay sống ký sinh, nó có những đặc điểm đặc trưng riêng của nó. Nhưng mà chúng có những đặc điểm gì chung nhất của động vật nguyên sinh? Để người ta xếp nó chung một ngành, đúng không nè? Thì em lưu ý cho cô, thứ nhất, đó là nó có kích thước gì? Kích thước hiển vi. Ha. Và cơ thể là cơ thể đơn bào. Đây là hai đặc điểm đặc trưng nhất của động vật nguyên sinh, thấy không em? Bên cạnh đó các em thấy nè, về hình thức dinh dưỡng thì như thế nào? Ở đây chúng đa phần là sử dụng chất hữu cơ có sẵn ở ngoài môi trường. Thì hình thức này gọi là hình thức sống dị dưỡng. Chỉ riêng có con trùng roi hoặc là tập đoàn trùng roi thì nó có hình thức là tự dưỡng, là do trong tế bào của nó có diệp lục, nó có khả năng làm gì? Quang hợp để tạo ra chất hữu cơ. Đúng chưa nào? Chỉ riêng có trùng roi hoặc là tập đoàn trùng roi thôi. Còn tất cả động vật nguyên sinh còn lại phần lớn đều sống dị dưỡng, ăn thức ăn có sẵn, ăn chất hữu cơ có sẵn. Được chưa nào? Về hình thức sinh sản thì các em cũng lưu ý, thì đa phần động vật nguyên sinh đều sinh sản vô tính bằng cách là phân đôi cơ thể. Được chưa nào? À, như vậy các em đã phân tích ha xong về cái bảng này, về đặc điểm chung và tìm hiểu rõ về đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh. À, đây là nội dung chính của phần 1, các em hãy ghi vào trong vở của mình nhé. À, như các em đã biết thì động vật nguyên sinh có khoảng 40.000 loài sống ở khắp mọi nơi, ngay cả trên cơ thể của những sinh vật khác. Như vậy thì nó có những vai trò gì? Hả? Ích lợi và tác hại như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. À, các em hãy quan sát kỹ hình 7.1, sách giáo khoa trang 27 nè. À, đây là một giọt nước lấy từ rễ bèo ở ao nuôi cá. À, và người ta đem giọt nước này đem soi với kính hiển vi để tìm xem coi là trong thành phần nước ao nuôi cá này có những động vật nguyên sinh nào sinh sống và tồn tại. À, các em hãy quan sát kỹ hình ha, bao gồm như là gì? Trùng roi nè, trùng biến hình, trùng dày, tập đoàn trùng roi, có rất nhiều động vật nguyên sinh sống ở đây, đúng chưa? Như vậy câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Em hãy nêu vai trò của chúng trong sự sống của ao nuôi cá. Các em lưu ý từ sự sống nha em. Ở đây cô gợi ý thêm ha, mọi sinh vật khi mà nó muốn duy trì sự sống thì nó cần có những chất gì để giúp cho nó tồn tại được. À, đó như là nguồn thức ăn nè, nguồn oxy nè, ha, để mà nó tồn tại được, đúng không nào? Như vậy đến đây em có thể dừng cái video lại đôi phút ha. Chúng ta tự tìm ra câu trả lời, tự nêu ra cái ý của mình xem coi mình hiểu như thế nào. Ha. Rồi sau đó mấy em sẽ cho
cái video nó chạy tiếp để chúng ta kiểm tra lại xem chúng ta trả lời những cái ý đó ra làm sao và nó như thế nào. Thì sau đây là một số cái đáp án gợi ý của phần này. Ý thứ nhất nè, đó là nó giúp làm sạch môi trường nước hơn. Bởi vì sao mấy em? Trong nước có thể là có những vi khuẩn, có thể có những vụn hữu cơ nó đang phân hủy ra. Thì những động vật nguyên sinh này nó lại thu gom những cái chất này giúp cho môi trường nước trong sạch hơn. Đúng chưa? Vai trò thứ hai thì bản thân nó là nguồn thức ăn cho những động vật nhỏ sống ở trong nước, ở trong môi trường nước này. Và động vật nhỏ đó lại là nguồn thức ăn cho những động vật lớn hơn ở trong môi trường nước, ở trong ao nuôi cá đó nữa. Đúng chưa nào? Và vai trò cuối cùng thì nó có thể là cung cấp oxy cho môi trường nước. Tại sao như vậy mấy em? Bởi vì trùng roi hay là tập đoàn trùng roi nó có khả năng quang hợp, bởi vì trong cơ thể của nó có diệp lục, nó giống như thực vật vậy đó. Nó quang hợp được để nó tự tạo ra chất hữu cơ nuôi cơ thể. Thì trong quá trình quang hợp đó, nó sẽ nhận vào đó là khí, hay là hấp thụ vào đó là khí carbonic và thải ra môi trường đó là khí oxy. Như vậy nó góp phần cung cấp oxy cho môi trường nước, cho sự sống của ao nuôi cá. Đấy, đấy là những cái vai trò chủ yếu trong sự sống của ao nuôi cá, của động vật nguyên sinh nhé. Tiếp theo đó là trùng lỗ mấy em. Phần này là các em tự tìm hiểu thêm ha. Thì trùng lỗ có kích thước khoảng là 0,1 cho đến 1 mm. Hình A đó là gì? Đó là trùng lỗ với hàng trăm chân giả hình sợi thò ra ngoài qua cái lỗ vỏ của nó. Và hình B đó là vỏ đá voi của các loài trùng lỗ khác nhau ha. Phần này các em tự tìm hiểu, tự đọc thêm ở trong sách giáo khoa trang 27 luôn nhé. Sau đây cô giới thiệu cho các em nội dung mục em có biết phần cuối bài mấy em, trang 28 ha. Ý thứ nhất nè, hơn 1.000 loài trùng lỗ ở biển đã chết đi, vỏ lắng xuống đáy biển tham gia vào cấu tạo địa tầng. Tầng đất trắng trong núi Do Lệ ở Hà Nam đã được khai thác làm phấn trắng viết bản, là vỏ lắng động của trùng lỗ ở các thời kỳ địa chất xa xưa. Đấy, đó là nguyên liệu để làm phấn viết bản đó mấy em. Ý thứ hai nè, ở vùng xích đạo châu Phi có phổ biến một bệnh nguy hiểm ở người do một loại trùng roi ký sinh trong máu gây ra. Bệnh lan truyền qua loài ruồi cc, thì bệnh nhân suy kiệt sức lực, rơi vào giấc ngủ ly bì và tỷ lệ tử vong rất là cao. Như vậy đến đây các em biết thêm được một bệnh do động vật nguyên sinh gây ra, đó là bệnh gì mấy em? Đó là bệnh do trùng roi ký sinh trong máu người, mà động vật trung gian ở đây đó là loài ruồi, nó sẽ truyền bệnh. Đúng chưa? Còn hôm trước chúng ta học về trùng sốt rét thì động vật trung gian truyền bệnh cho cơ thể người hay là lan truyền từ người này sang người khác đó là do muỗi Anopheles, đúng nè. Còn trùng kiết lỵ là xâm nhập được vào trong cơ thể của con người là do cái chế độ chúng ta ăn uống không, tức là mất vệ sinh, không đảm bảo vệ sinh. Chúng ta ăn phải những thức ăn mà nó có bào sát của trùng kiết lỵ trong đó thì chúng ta sẽ mắc bệnh. Như vậy qua đây cô muốn nhắc nhở các em là gì? Chúng ta tìm hiểu được nguyên nhân của một số loại bệnh do động vật nguyên sinh gây ra, thì từ đó chúng ta đề ra những cái biện pháp phòng bệnh, biết cách phòng bệnh như thế nào cho bản thân mình. Đó, em lưu ý những điều này. Ý thứ ba đó là trong ruột mối có nhiều trùng roi cộng sinh, thì trùng roi sẽ tiết ra enzyme giúp cho mối tiêu hóa được cellulose. Cellulose đó là chất xơ đó em. Đó là những nội dung trong mục em có biết. Các em có thể đọc lại ở trong sách giáo khoa trang 28 nhé. Như vậy để hệ thống lại vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh, các em hãy hoàn thiện cho cô bản 2 ở sách giáo khoa trang 28. Đây là nội dung của bản này. Ở đây người ta liệt kê cho chúng ta có 5 vai trò ha. Bây giờ các em hãy điền tên đại diện cho phù hợp vào từng vai trò một, đó là gì? Vai trò thứ nhất là mấy em làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt là giáp xác nhỏ ha, làm sạch môi trường nước đấy, như là trùng biến hình, trùng dày, trùng roi vân vân. Phần này nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi ha. Có ý nghĩa về mặt địa chất đó là gì? Đó là vỏ của trùng lỗ ha. Vỏ của trùng lỗ khi nó chết đi á, lắng xuống đáy biển nó tham gia vào cấu tạo địa tầng. Đấy em. Gây bệnh ở người
đó là trùng kiết lỵ, trùng sốt rét, trùng roi máu, vân vân. À, cái này các em có thể là về tìm thêm trên cái những cái trang YouTube có rất là nhiều ha, những kiến thức rất là bổ ích, rất là hay, các em về mở ra và xem thêm. À, gây bệnh ở động vật như là trùng cầu, trùng bào tử, vân vân. Đấy, như vậy động vật nguyên sinh nó vừa có ích mà vừa có hại nha. À. Đây em, à, nội dung chính của phần 2 vai trò. Các em hãy ghi vào trong vở của mình nhé. À, như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đủ nội dung của bài nè, học bài và chuẩn bị bài tiếp theo, bài số 8 nhé. Cô mến chào tất cả các em.